Và gia vị thì cũng cực kỳ nhanh gọn, đó chính là một ít muối, một ít tiêu. Và bây giờ thì không chần chừ lâu, Bông sẽ bắt tay thực hiện cái món trứng chiên kiểu Tây Ban Nha. Và trước tiên là Bông sẽ gọt củ khoai tây. Bình thường á, Bông làm